Trong trận đấu giao hữu giữa Bồ Đào Nha và đương kim vô địch World Cup Tây Ban Nha vào tháng 11 năm 2010, Ronaldo đã xử lý đường lốc bóng kỹ thuật qua đầu của thủ môn Casillas, nhưng Nani đã băng vào đánh đầu khi bóng đã gần như qua hết vạch vôi, khiến anh bị việt vị. Điều đó đồng nghĩa với việc siêu phẩm của CR7 bị đánh cắp trong sự bực tức của quân Bồ Đào Nha. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký trở thành hội viên của kênh được đặt ở dưới phần mô tả để có thể được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của mình, Cristiano Ronaldo luôn là cây săn bàn hàng đầu thế giới và sẽ không thiếu gì những bàn thắng đẹp và quan trọng mà anh thực hiện. Tuy nhiên, trong video chúng ta đang theo dõi sẽ là tổng hợp bàn thắng mà bất kể fan nào của CR7 khi xem cũng phải suýt xoa tiếc nuối khi chúng không được công nhận. Thời điểm tháng 11 năm 2010, Ronaldo và các đồng đội đã có trận giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha, đương kim vô địch thế giới thời bấy giờ. Tình huống diễn ra ở phút 36 của trận đấu, từ một pha bóng cá nhân bên cánh trái, CR7 đã vượt qua sự truy cản quyết liệt của Gerard Piqué, bình tĩnh lốp bóng qua đầu Iker Casillas trước sự áp sát rất nhanh của Xabi Alonso và Carles Puyol. Tưởng chừng đó là một tuyệt phẩm dành cho Ronaldo, nhưng cú đánh đầu vô duyên của Nani khi anh trông thế việt vị đã phá hỏng tất cả. Một pha bóng trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Azerbaijan, chiến dịch vòng loại World Cup hồi tháng 10 năm 2006. Từ một tình huống đá phạt góc, bóng bật đến vị trí Ronaldo, anh khéo léo xử lý bóng một nhịp rồi tung người móc bóng. Cú dứt điểm khiến bóng đập mép dưới xà ngang, đập xuống mặt trong khung thành, nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng của CR7. Tình huống diễn ra vào thời điểm công nghệ goal line chưa được áp dụng, một siêu phẩm hụt vô cùng đáng tiếc đối với cá nhân và toàn thể người hâm mộ siêu sao người Bồ. We still got few more days to slay, eh? It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it. Lại là một pha bóng đáng tiếc của anh 7 trong màu áo Juventus, có cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng Ronaldo không dứt điểm ngay mà đi bóng ngoặt vào trong, vượt qua hậu vệ bên phía AC Milan, mở góc dứt điểm ra xa khung thành. Đó sẽ là một bàn thắng ấn tượng mang đầy dấu ấn cá nhân của Ronaldo nếu như trước đó anh không nhận bóng trong tư thế việt vị khá rõ ràng. Tình huống diễn ra ở phút 71 trong trận đấu bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Bayern Munich ở cúp C1 châu Âu mùa giải 2017-2018. Ronaldo phá bẫy việt vị, đón đường chuyền bóng của Madrid và tung ra cú dứt điểm đẳng cấp chéo góc bằng chân trái, đánh bại thủ môn Sven Ulreich. Thực đáng tiếc khi trọng tài đã cắt còi sau pha bóng đó vì cho rằng tiền đạo sinh năm 1985 đã dùng tay chơi bóng, một siêu phẩm hụt đầy tranh cãi sau trận đấu. Nhận bóng từ Mesut Ozil, chân truyền hàng đầu thế giới lúc bấy giờ, Ronaldo đã ngã người tung ra cú volley đẹp mắt, xúc tung lưới thủ thành Caballero trong trận lượt đi vòng 1/16 cúp nhà vua giữa Real Madrid với gã nhà giàu Malaga. Một bàn thắng đáng lẽ ra đã giúp Real Madrid gia tăng cách biệt nhằm tạo lợi thế trước trận lượt về, nhưng hụt hẫng thay, CR7 đã ở trong tư thế việt vị. Một pha bóng nếu được công nhận thì đó sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của anh. Một pha phản công tốc độ của Juventus, Ronaldo nhận đường chuyền của Douglas Costa sang bên cánh phải và tung ra cú dứt điểm góc hẹp đầy hiểm hóc, đánh bại thủ môn Luigi Sepe bên phía Parma. Nhưng lại là việt vị quá đen cho anh 7 nhà ta khi đã bị VAR từ chối cơ hội có bàn thắng đầu tiên cho mùa giải mới 2019-2020 khi ấy.
Một pha phối hợp tiếc nuối trong trận đấu Derby Italia giữa Inter Milan và Juventus vòng 6 Serie A mùa giải 2019-2020. Phút 41 của trận đấu, Ronaldo đánh gót cho Paulo Dybala làm tường phối hợp để chính CR7 xâm nhập vào vòng cấm tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Handanovic. Nhưng tiếc rằng trước đó, Dybala đã rơi vào thế việt vị và bàn thắng không được công nhận. Mỗi khi hai đại kình địch Real Madrid và Barcelona chạm mặt nhau, bất kỳ cầu thủ nào cũng đều mong muốn có được bàn thắng vào lưới đối thủ, và Ronaldo cũng không phải ngoại lệ. Một tình huống bật cao đánh đầu của CR7 hạ gục thủ thành Stegen. Tưởng như khao khát ghi bàn thắng vào lưới đại kình địch Barca đã được đáp ứng, nhưng một lần nữa trọng tài lại căng cờ báo việt vị và không công nhận bàn thắng cho Ronaldo. Tưởng chừng một pha phá bẫy việt vị thành công thoát khỏi hàng phòng ngự phía Deportivo Alaves, siêu sao người Bồ dứt điểm tinh tế đưa gọn bóng vào lưới nhưng vẫn là việt vị, một tình huống khá nhạy cảm được đưa ra quyết định bởi trọng tài. Vào phút 67, khi Real Madrid đang dẫn trước Getafe với tỷ số 2-1, khoảng cách một bàn là rất mong manh để đội chủ sân Bernabeu giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Vì thế lúc này đội bóng cần thêm ít nhất một bàn thắng để chắc chắn cho sự chiến thắng, và suýt chút nữa, Ronaldo đã hoàn tất được nhiệm vụ khi có cú đánh đầu cận thành đánh bại thủ thành Emiliano Martinez. Nhưng đáng tiếc thay, Ronaldo đã dứt điểm trong tư thế việt vị. Như vậy, chúng ta vừa được xem lại những bàn thắng bị khước từ đầy tiếc nuối của siêu sao Ronaldo trong mỗi trận đấu. Không thể tránh được những sai sót của trọng tài, nhưng với công nghệ VAR đang ngày một phát triển và phổ biến, chúng ta càng hy vọng những sai sót trong bóng đá sẽ giảm dần và sẽ không để lỡ những khoảnh khắc bàn thắng đẹp bị từ chối một cách đáng tiếc nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu bạn thấy video thú vị, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh nhé. Đó cũng chính là động lực cho chúng tôi ra những video hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.